nào vặn nào. Xe mới sướng không? Quá trình sướng không? Sướng không? Sướng không? Quá sướng đúng không mọi người? Thì tiếp tục là lên cho em trai là con này là sẽ bấm mở bường điện ra để làm gì thì mọi người sẽ cùng lĩnh theo dõi ở video ngày hôm nay mọi người nha. Vẫn kịp giờ giao xe trước buổi trưa cho em trai để về ăn cơm trưa, cơm vợ nấu này mọi người ơi. Way 2023 của anh em mình đây rồi, mới có 12 km thôi. Em trai đã tháo tung dàn áo và bổ bung máy ra để lên phun đồ cho anh em mình ở video ngày hôm nay. Thì Lĩnh sẽ cùng anh em mình chia sẻ với nhau ở video ngày hôm nay các bạn nha. Chiếc biển của em nó là 22F139648 mọi người ơi, tí nữa thì 49. Rất là may mọi người nhá. Rồi Way 2023 của anh em mình đây ạ. Thì tiếp tục là bên mình đang tiến hành là bổ bường điện ra rồi. Để làm gì ạ? Để làm gì mọi người? Bổ bường điện ra để làm gì mọi người? Comment giúp mình đi ạ. Nào vặn nào. Xe mới sướng không? Quá trình sướng không? Sướng không? Sướng không? Quá sướng đúng không mọi người? Thì tiếp tục là lên cho em trai là con này là sẽ bấm mở bường điện ra để làm gì thì mọi người sẽ cùng lĩnh theo dõi ở video ngày hôm nay mọi người nha. Ngoài ra chưa tính đâu ạ. Ngoài ra là còn xả hết dầu rồi này mọi người này. Đấy, dầu 12 km đúng là xe mới khác. 12 km thì cái dầu mới lốt đa bao giờ dầu nó cũng hao mòn nhanh. Thì anh em mình lưu ý giúp mình là cứ khoảng tầm 300 đến 400 cây đầu thì mọi người thay dầu mới giúp mình nha. Rồi, thì chiếc Way này thì lên một cái combo mà tiền triệu rất là nhiều đấy. Thì mình sẽ cùng anh em mình triển khai từ từ ở trong video này. Ngoài ra thì ở bên trong này thì có một cái sản phẩm hôm nay muốn chia sẻ cho anh em mình là cái cây phuộc của X50. Đây các bạn nhìn thấy đây, đấy, đã cong như này các bạn nhìn thấy không? Hai cái thân phuộc nó chéo với nhau như này. Thì con này thì không biết hút cái gì thì tí Lĩnh sẽ cùng anh em mình chia sẻ tiếp. Di chuyển tiếp vào trong nhà nhé mọi người ơi. Ở trên này thì bắt đầu vẫn là Winner. Winner đây mọi người nha, Winner. Chiếc Winner này cũng đang lên bi cầu mắt lé cho Winner V2 Red Pro 2.0. Đấy thì chiếc này mọi người cũng biết đến rất là nhiều, mình cũng chia sẻ rồi. Tất cả mọi thứ là bên mình làm ra cốt là lắp như zin hết mọi người nha. Lắp như zin hết, đấy. Cuộn dây nguồn như này, đi lắp như zin hết cho anh em mình. Khoảnh khắc đầu tiên khi anh em mình tháo tung cái phần mâm điện của bên con Way 2023 để xem nó có gì khác so với 2020-19 không mọi người nha. Đó, thì nói chung là về cục máy thì mọi người có thể tham khảo đây. Mình tháo mâm điện ra để làm gì ạ? Tháo mâm điện ra để mình xử lý quận điện để lên sạc cho em trai, lên những combo khủng, cần những bộ đèn sáng và chất lượng thì Lĩnh chia sẻ với anh em mình. Một cục máy nhìn thế nào ạ? Quá mới, quá đỉnh luôn mọi người nha, quá mới, quá đỉnh luôn. Khi anh em mình tháo cái cục máy ở cái phần bửa điện ở bên con Way 2023 ra, răng của máy vẫn còn zin mọi người nha, không bị rách răng. Đấy, mọi người tháo thật khéo để giữ lại cái răng đầu tiên của em nó thì vẫn còn như zin và đẹp luôn. Còn về phần tách cái ở quận này ra như nào thì mình cũng đã có một video chia sẻ cho anh em mình rồi. Đấy thì anh em cứ làm theo như vậy, hoặc là các bạn có chưa xem thì mọi người kéo lại phần video bên mình độ sạc X150 lên cho Way 110 các bạn nhá. Đó thì mọi người sẽ tiến hành cùng mình triển khai ở video ngày hôm nay, full video xem em nó hoàn thiện như thế nào. Còn ở góc ngoài này thì mình chia sẻ cho anh em mình cái chiếc xe mà hôm qua anh em thợ mình vừa thi công cho anh em mình vừa trong nhà thấy cây phuộc nó đã bị cong rồi. Thì chắc chắn rồi là em trai cũng lên luôn cho Lĩnh là cây phuộc của Winix chảng 3 LCM. Đấy, chảng 3 LCM và toàn bộ như chi tiết của phuộc Winix và rè đây. Đấy là gọi nâng cấp an toàn nhất cho X150 khi anh em mình đã bị tai nạn. Và nói chung là nó rất là nặng như cái cây phuộc ở trong nhà. Phanh côn H2C mọi người nha. Đó, bạn này thì bạn lên những cái mà để đi được thôi. Còn anh em mình tiếp tục sẽ triển khai. Đây ở bên ngoài này thì là toàn bộ những phần phuộc và gắp này bên mình đang đánh rửa siêu sạch lại cho em trai biển 20 đấy mọi người. Thì mình sẽ cùng anh em mình chia sẻ sau về con X18 của em trai biển 20 đấy. Phần quan trọng nhất khi anh em mình lên những con đèn siêu sáng hay là bi cầu khủng chất lượng thì chắc chắn là bộ phận quan trọng nhất là bộ phận đổi điện, nâng cấp sạc cho Way 110. Đây là một cái khía cạnh rất là nhiều anh em mình hay hỏi Lĩnh này, để Lĩnh chia sẻ lại cho mọi người nhé. Thì chắc chắn rồi, anh em mình muốn chơi bền đẹp và bền bỉ lâu dài ấy, thì mọi người nâng cấp cho Lĩnh con sạc X150. Thì mọi người nhìn con sạc zin của Way này, nó bé hơn rất là nhiều lần so với con sạc X150. Và mọi người biết đến rồi, X150 sạc nó quá khỏe để độ cho tất cả dòng xe. Đây là con sạc chính hãng kết hợp là pad nhôm bên mình lắp như thế này. Mọi người xem ạ, như zin 100% mọi người nhé.
đầy đủ hết cho anh em phụ kiện từ bộ chuyển nguồn cao cấp. Đây bộ chuyển nguồn cao cấp này mọi người, gồm rơ le tản nhiệt này, toàn bộ dây rắc cắm như zin. Thì hai con dây này ra là hai dây để cắm vào điện sau khóa đấy mọi người nhá. Đấy thì anh em mình nối luôn ở cái điện phanh này. Đấy thì mình cũng đã có một video chi tiết anh em mình hướng dẫn lắp bộ sạc rồi. Còn dây này ra dây vàng của mâm lửa, còn một dây còn lại thì anh em co bỏ đi. À cái dây này thì anh em không dùng đến mọi người nha. Đó thì một bộ chi tiết Lĩnh chia sẻ cho anh em đây ạ. Gồm một con sạc XI 150 chính hãng. Tiếp theo là một bộ dây chuyển đổi cao cấp. Đấy gồm đầy đủ rắc cốt từ cái phần chi tiết này cũng đều được bọc gen đàng hoàng cho anh em mình đảm bảo mọi người nhá. Tiếp theo là một dây mâm lửa. Đấy dây mâm lửa này tác dụng gì ạ? Dây mâm lửa này nó to hơn cái dây zin của anh em mình. Đây dây mâm lửa này. Đấy. Thì mọi người cũng muốn xem chi tiết thì mọi người vào YouTube của mình kéo xuống cái phần mình hướng dẫn mọi người lắp sạc chi tiết này. Đế sạc nhôm này. Đấy và toàn bộ ốc, được chưa ạ? Và rất là nhiều mọi người các bạn thắc mắc Lĩnh là cách chuyển điện từ điện máy lên điện bình cho quay như thế nào, thì mọi người giúp Lĩnh này. Đây là cái dây từ trên phần ổ khóa đấy. Đấy, tất cả có ba cái dây như này thì mọi người chuyển thì mọi người lấy cái rắc to nhất này giúp Lĩnh này. Đấy, rắc to nhất này giúp Lĩnh. Mọi người lấy nó ra, mọi người lấy nó ra. Đấy, anh em lấy ra và anh em lấy ở, chuyển là anh em lấy ở cái phần bên trên này có cái lồi ra nhé. Tức là cái dây mà từ trên đồng hồ xuống đấy. Còn cái phần bên dưới này anh em không lấy đến mà anh em chỉ lấy bên này thôi. Anh em lấy giúp Lĩnh cái dây vàng chuyển sang dây màu đen này, tức là rút cái dây màu vàng ra kẹp chung cái dây màu đen này. Rồi, mình sẽ hướng dẫn mọi người. Đấy, mọi người lấy vào trong này. Đấy là rút được cái dây vàng ra. Rút được dây vàng này ra. Đấy, sau đó là mọi người cắm chung sang cái dây đen. Là dây đen là dây điện sau khóa đấy, mọi người cắm xong chung sang như này. Đấy, như này ạ. Đó là anh em mình đổi được điện. Đây là mình cắm cho anh em mình thử cho anh em mình là đổi điện thôi mọi người nhá. Còn anh em nào làm chi tiết anh em phải quấn gen lại cho mình đảm bảo. Ok chưa ạ? Đổi điện rất là đơn giản đó mọi người. Đây. Điện đèn. Mình cắm lại rắc bên dưới đã. Đấy, lên đèn nha mọi người nhá. Lên đèn đây cho anh em mình. Ok chưa anh em? Đây, đã lên đèn này. Đấy, đã thẳng bình ắc quy không cần phải nổ máy nha mọi người nhá. Đó là phần đổi điện. Thì rất là đơn giản thôi. Mọi người làm lại cho mình cái đoạn này cho chắc chắn kiên cố lại, tức là rút dây vàng câu sang dây đen. Ok anh em. Vẫn kịp giờ giao xe trước buổi trưa cho em trai để về ăn cơm trưa, cơm vợ nấu này mọi người ơi. Sản phẩm mình giới thiệu cho anh em tiếp theo là sản phẩm bi cầu mắt lé lên cho Winx mọi người nhá. Cấu hình của em nó là bi cầu Red Pro 2.0 lên cho chóa Winx mắt lé. Thì các bạn muốn tiết kiệm được cái chóa lên đến 2 triệu đồng thì mọi người gửi chóa lên cho Lĩnh làm, hoặc là mọi người có thể đến trực tiếp tại cửa hàng mình để lên bi cầu như này mọi người nhá. Ok anh em. Cảm ơn anh em nhá. Anh ơi, quay Way 2023 chia sẻ đến cho anh em đi anh. Hôm nay Lĩnh có một em trai ủng hộ Lĩnh một combo vài triệu đồng rất là chất mọi người nha. Thì Lĩnh cũng nhân tiện ở đây có con Way 2023 chia sẻ đến cho anh em mình ở video ngày hôm nay. Là chiếc Way màu đen nhám, cái màu sơn mờ cực kỳ chất của Honda đem đến cho anh em mình những cái sản phẩm đẹp không tì vết mọi người, khỏi phải dán đề can luôn mọi người nhé. Còn các bạn muốn nó bóng trở lại thì mọi người dán ni lông bóng hoặc là nó thành bóng trở lại. Và cái màu tem của em nó này, màu tem của em nó mới, cái phần này cũng rất là nhỏ. Đấy, tem cũng rất là gọn mọi người nhé. Phần đen kết hợp màu vàng. Đấy, đen kết hợp màu vàng. Về phần toàn bộ tổng thể của chiếc xe này, phần nhựa ấy chỉ thay đổi màu sơn thôi. Còn về thống kê chi tiết ấy, thì toàn bộ 100% vẫn như cái mẫu đời 2019 thôi mọi người ạ. 2017-2019 thôi. Nó về cái phần tem thì có thể là thay đổi một chút về phần tem đây. Mọi người nhìn sát giúp Lĩnh này. Đấy, theo đánh giá của mình ấy, thì là những cái nước sơn của Honda về cái màu sơn nhám này thì nó sẽ không chất lượng mà sơn bóng đâu. Cho nên là cái màu nhám thì tùy mọi người thích nhá. Nếu như anh em mà đã dán ni lông bảo vệ cái lớp xe này thì anh em mình lưu ý giúp mình là dán ni lông ấy, thì mọi người nên lưu ý là dán xe này nên bóc sớm mọi người nhá, không là mai nó bong hết con tem zin này ra. Thực ra là đối với dàn nhựa của Way ấy, thì nó quá rẻ cho nên là anh em cũng không cần thiết để mà lắp những cái dán những cái bộ ni lông chống xước làm gì cả. Rồi thì ở phần yếm bên trong cũng thay đổi hoàn toàn luôn, là bình thường là phần yếm ở trong này nó là màu bạc mọi người nhá, nhưng mà toàn bộ lần này thay đổi là thành full đèn từ đầu đến đuôi cho anh em mình. Đấy, toàn về thông số gấp và phuộc cũng như vậy mọi người nhá. Gấp và phuộc cũng như vậy. Thì vừa rồi thì mình cũng chia sẻ cho anh em mình về cái màu sơn của mẫu 2022 thôi. Còn cấu hình của em nó hôm nay Lĩnh nâng cấp cho em trai với chỉ 12 km là con bi cầu cấu hình Red Pro 2.0, ánh sáng gấp 10 lần đèn zin của anh em mình. Ngoài ra có thêm bên trong này có thêm bộ mạch tắt đèn kết hợp passing thứ hai
là có thêm con mạch Haza đa năng kết hợp là Xi'an T15 màu sáng vàng. Anh em nhìn thấy ban ngày nhá, ban ngày nó đã rất sáng như này rồi này mọi người này, ban ngày nó đã rất sáng này rồi. Tí mình sẽ dắt về nhà để trải nghiệm của anh em nó lúc mà nó đi vào tầm trời dâm ấy. Đấy thì Linh đang dắt ở ánh sáng thì mọi người có thể thấy là nó đã sáng như thế này rồi. Kết hợp ở bên trên này là cây gương 5 cạnh của X1R, hàng chính hãng luôn mọi người nhá. Đấy, X1R ở gương luôn này, chứ X1R đây anh em nhá. Đó. Ngoài ra thì cái bộ mạch này tích hợp là bật tắt đèn. Được chưa anh em? Đấy, passing, ấn một lần, passing hai lần. Đó, và tắt mở để anh em mình dí 2 giây là đèn tự tắt. Về cái phần tắt mở đèn. Ngoài ra thì ở trên chiếc xe này thì mình cũng nâng cấp luôn cho em trai là cái form biên gọt. Đấy, form biên gọt mọi người nhá. Ngoài ra thì đây ạ, Xi'an T15 đây ạ. Màu vàng đây ạ. Và bộ mạch tắt đèn cho lắp zin cho Way và Vision, bảo hành 1 năm cho anh em, sẵn kèm công tắc luôn các bạn nhá. Bảo hành 1 năm cho anh em ạ. Nó di chuyển tiếp về đằng sau vẫn còn cái hot và hit này mọi người này. Đằng sau thì anh em mình có thể thấy là con biển số thì lúc đầu video Linh đã chia sẻ cho anh em mình rồi. Và cái mạch Haza đằng sau thì mình cũng thay luôn cho em trai là cái Xi'an T15 và mạch Haza đằng sau nó kết hợp cả trước cả sau. Bên trong này thì có thêm cái bóng hậu, cái bóng đèn hậu nháy F1 LED thì nó mới sáng rực như này thôi mọi người nhá. Còn ở bên trong này thì lúc trong video thì mọi người cũng đã xem Linh quay video review chi tiết ở bên trong, thì chắc chắn anh em mình lên bi cầu hoặc bất cứ đèn siêu sáng gì mà bình của các bạn yếu thì bạn cũng nên nâng cấp cho Linh cái bộ sạc của XI150 để nâng cấp lên cho Way cho nó bền bỉ trọn đời theo thời gian mọi người nhá. Anh em ạ, sạc tiền nào của đấy, anh em lắp con sạc XI150 này nó rất là khỏe và đặc biệt là nó cực kỳ bền luôn cho anh em ạ. Vâng, video ngày hôm nay thì Linh cũng chia sẻ rất là nhanh cho anh em mình. Các bạn có bất cứ thắc mắc gì liên quan đến chiếc Way Độ 2023 này và những cái chiếc xe mà Linh chia sẻ trong video này, mọi người comment xuống phần bình luận giúp Linh nhá. Bye bye anh em.